Rồi về bài này mình nghiên cứu hai cái phần lớn. Gì em? Phần thứ nhất là mình nói về các chất vô cơ trong cơ thể, nhu cầu, vai trò của nó trong cơ thể, yếu tố quyết định phân bố ha. Thì trong phần này mình tách ra mình nói hai nhóm. Nhóm thứ nhất mình nói về một mình lần nước thôi. Nhóm thứ hai là mình nói chung chung về tổng quát về những cái chất vô cơ còn lại, hay gọi tóm tắt là muối. Thì ở đây đừng hiểu muối có nghĩa là NaCl nha. Nhưng mà chúng ta tập trung, chúng ta nói về những cái chất có nồng độ nhiều trong cơ thể. Rồi phần thứ hai là mình sẽ nói về hai cái chất vô cơ có tỷ lệ về mặt khối lượng nhiều nhất trong cơ thể. Nhưng mà chú ý là trong nhóm vô cơ thôi nha, chứ không phải trong hệ thống các chất cấu tạo nên cơ thể đâu. Đó chính là canxi, phosphor nha. Nó có tỷ lệ nhiều nhất trong số các chất vô cơ. Đó, mình coi được sự phân bố hấp thu nè, vai trò nè, rồi cơ chế hoạt động của các yếu tố về hormone giúp cơ thể ta cân bằng cái nồng độ của hai cái chất này trong trong máu ở dưới dạng ion ha. Rồi cái đầu tiên là cái phần vai trò, thì phần này rất là dễ lắm, tôi lướt qua ha. Thì các em liệt kê ra, cứ nước là năm vai trò, chất vô cơ khác còn lại cũng là năm nhóm vai trò luôn. Cấu tạo cơ thể đầu tiên là của nước là cấu tạo cơ thể, thì này các em rất là rõ, thấy rõ rồi ha. Thì chú ý các em là những cái con số mà trong các bảng biểu mà cô để trong tài liệu giáo trình đó, thì những con số đó đừng có học thuộc, mà từ cái bảng những con số đó em đưa ra cái kết luận nè. Ví dụ như cái bảng này các em thấy nè, thì tỷ lệ nước ở lứa tuổi càng nhỏ thì tỷ lệ nước chiếm càng nhiều to trong tổng trọng lượng cơ thể, đúng chưa? Đó thì cho nên là ở những trẻ càng nhỏ đó, thì sự rối loạn muối nước á, đặc biệt là nước á, thì nó sẽ sao dễ xuất hiện hơn, triệu chứng nó sẽ dễ nặng hơn ha, với cùng một mức độ thiếu hoặc thừa như nhau chẳng hạn, so với những cái đối tượng có tuổi lớn hơn, được chưa? Rồi còn tỷ lệ nước ở các mô trong cơ thể của mình, thì những con số trong những cái bảng đó các em cũng đừng có học thuộc luôn. Nhưng mà trong một nhóm 3, 4, 5 mô đó, thì chắc rằng là các em sẽ chọn ra được mô nào là có tỷ lệ nước ít nhất hay là tỷ lệ nước nhiều nhất, học giải phẫu sinh lý rồi là mình chọn được ha. Đó, đừng học thuộc những số đó. Rồi vai trò tham gia quá trình vật lý hóa học của cơ thể sống, thì cái nhóm vai trò này nè là ở các bài chuyển hóa học ở học phần hóa sinh năm thứ hai em thấy rất là rõ. Các phản ứng phân ly nè, các phản ứng hòa tan nè, các phản ứng cộng nước rồi hydrat hóa rồi thủy phân vân vân đó, thì đó chính là có sự tham gia của nước vào những cái quá trình này ha. Mà quá trình đó không thể thiếu trong cơ thể được ha. Quan trọng. Rồi dung môi hòa tan cũng như là vận chuyển luân chuyển các chất trong toàn cơ thể đó, thì điển hình nhất là em thấy cái lượng nước trong hệ tuần hoàn của mình không ha, nó luân chuyển khắp cơ thể luôn. Rồi điều hòa thân nhiệt, cái này học ở nguyên cái chương sinh lý điều nhiệt rồi ha. Đó là nhắc tới vai trò của nước trong cái việc điều hòa thân nhiệt mà mình cảm nhận rất là rõ ràng được đó, thoát hơi nước hay là giữ nước đó thông qua cái co mạch giãn mạch đó nha. Rồi bảo vệ, thì bảo vệ ở đây là bảo vệ về mặt cơ học nha các em. Đó thì chính là chúng ta đã bàn đến những cái phần nước mà chứa trong các khoang các hốc của cơ thể của mình đó. Đó, nó bảo vệ những cái cấu trúc bên trong khỏi tác động bởi cái lực cơ học là chủ yếu ha. Tuy nhiên cái giới hạn bảo vệ của nó thì cũng có mức độ thôi, chứ không phải là bảo vệ một cách tối đa ha. Vì khi mà cái tác động vượt quá mức bảo vệ của nó thì những cái cấu trúc bên trong nó vẫn bị tổn thương ha. Đó. Rồi về các chất vô cơ thì vai trò đầu tiên cũng là vai trò cấu tạo, nhưng mà từ chúng ta dùng ở đây là cấu tạo tế bào mô, thì chúng ta tập trung đến những cái mô mà tại những mô này tỷ lệ các chất vô cơ chiếm đa số cấu tạo nên những cái mô này đó, điển hình nhất là mình thấy xương và răng đúng chưa nha. Rồi vai trò tiếp theo của các chất vô cơ đó là tạo áp suất thẩm thấu, mà vai trò của áp suất thẩm thấu, ý nghĩa của và áp suất thẩm thấu như thế nào các em biết rồi, đó là nó quyết định lên cái sự phân bố nước trong các ngăn dịch của cơ thể, mà ngăn dịch ở đây ý chúng ta đang nói là ngăn nội bào và ngăn ngoại bào, chứ không phải là ngăn dịch có nghĩa là mô nào cơ quan nào ha. Thì nói một cách tổng quát, tham gia đã áp suất thẩm thấu tất cả các chất trong cơ thể luôn, nhưng mà
quyết định nhất, chủ đạo nhất đến cái áp suất thẩm thấu cao hay thấp chính là cái chất vô cơ. Nói chung thì ở đây chúng ta đề cập đến những chất vô cơ mà có số lượng lớn trong cơ thể của mình, đó lại là cái yếu tố quyết định hơn nhất. Thì những cái chất vô cơ ít, lượng ít, đó chính là các yếu tố vi lượng này nọ chẳng hạn đó. Thì về mặt tổng quát là nó góp phần tạo áp suất thẩm thấu, nhưng mà về mặt thực tế ta thấy này nó tạo không đáng kể, bởi vì nồng độ nó rất là thấp ha, nên là chúng ta không kể ở đây. Nhưng mà hỏi rằng là những chất nào tạo áp suất thẩm thấu thì phải nói là tất cả. Chừng nào mới nói là gì? Đóng vai trò chính, đóng vai trò chủ đạo, đóng vai trò quyết định nên áp suất thẩm thấu thì là những cái chất trên bài này mình để ha. Rồi vai trò tiếp theo là đệm, hệ thống đệm. Đó thì trong cái bài thăng bằng kềm toan em thấy rõ ràng cái ý nghĩa, cái vai trò đệm của hệ thống đệm trong cơ thể của mình trong việc duy trì thăng bằng kềm toan. Có 4 hệ đệm thì hết 2 hệ đệm là do các chất vô cơ đảm nhiệm không? Đó, bicarbonate và phosphate nè. Rồi bình ổn protein nó chẳng thấy keo. Thì chính là giúp protein tan được trong nước thôi các em. Nhờ 2 yếu tố lớp áo nước và lớp điện tích đâu. Đấy, thì chính cái lớp điện tích cùng dấu á là do các chất vô cơ, các chất điện giải nó tạo nên được cái điều đó xung quanh cái phân tử protein ha. Rồi một số những cái vai trò đặc biệt khác thì các em coi trong đây nó cũng khá là quen thuộc ha. Rồi đó là tổng quát sơ qua về một số những cái vai trò của chung nhất của nước và của các chất vô cơ nói chung. Rồi về phần nhu cầu thì phần này các em đọc thêm nha. Đương nhiên nó sẽ rất dao động tùy theo lứa tuổi, giới tính, chủng tộc, công việc nữa, hoạt động nữa, rồi môi trường bên ngoài nữa. Đó, cái vấn đề này là các em cũng có thể cảm nhận được rất là rõ ràng trong cơ thể của mình, đúng không? Khi lạnh thì sao, khi nóng thì sao, khi lao động ít thì sao, khi lao động nhiều thì sao ha. Rồi về nhu cầu các muối, các chất vô cơ khác thì ở đây mình tập trung mình nói về các chất vô cơ mà nồng độ nó khá là cao trong cơ thể mình so với các chất vô cơ khác, đồng thời cái lượng chúng ta nhập vào nó tương đối là nhiều hơn so với chất khác. Chất khác ở đây đang nói là vô cơ thôi nha, ý nói là về các chất vi lượng đó. Thì chúng ta coi như là chúng ta không ở cái giai đoạn sinh lý đặc biệt, ví dụ như là có thai cho con bú hay là thời kỳ tăng trưởng đặc biệt trẻ em trẻ nhỏ gì đó, thì xem như rằng chúng ta có chế độ ăn tương đối là phong phú đầy đủ, thì xem như rằng những cái chất vô cơ thuộc cái nhóm vi lượng chúng ta tương đối là đầy đủ. Mình xem như nghe, chứ thực tế chúng ta xem xét cụ thể, hiện tại bây giờ sẽ có đứa là có bạn là bị thiếu một vài thứ trong đó đó, ví dụ như là có thể thiếu sắt chẳng hạn ha. Đó. Nhưng mà nếu mà hằng ngày chúng ta cung cấp ít những cái chất đó thì triệu chứng không thể hiện sớm, đúng không ra? Ví dụ các em một tuần, 10 ngày, nửa tháng các em không hề ăn cái loại thực phẩm nào mà có sắt thì triệu chứng thiếu sắt chưa chắc thể hiện nha. Nhưng đối với những chất mà chúng ta đề cập ở trên cái slide này nè, sự cung cấp quá thiếu hoặc là quá thừa là triệu chứng nó xuất hiện liền. Ngay nếu mà cái sự rối loạn nó đạt được cái ngưỡng gây ra triệu chứng, các em hiểu không? Và tùy theo cái sự nhạy cảm của mỗi cá thể nữa. Đó, thực tế các em đi lâm sàng các em thấy rồi, đúng không? Có ca natri giảm tới mức này là mình thấy có triệu chứng hạ natri, triệu chứng về tế bào, đúng không? Đó, có ca cũng nhiêu đó nhưng mà người ta không có triệu chứng ha. Đây. Vậy thì cơ bản nhu cầu những chất này nè, chúng ta cung cấp dư là chủ yếu, tỷ lệ lớn chúng ta cung cấp dư. Cái mức dư đó nó chưa có đến mức là gây triệu chứng liền đâu, nhưng mà về do chúng ta đã hình thành cái thói quen từ hồi nhỏ xíu tới giờ, chúng ta đã quen với cái mức dư đó rồi ấy, thì về hậu quả lâu dài là các em đã biết rồi nè, đúng không? Đó. Có chứng cứ khoa học đồ đàng hoàng rồi, đúng không? Ý cô đang nói đây đó chính là cái tác động lâu dài của nó lên cái huyết áp đó, đúng không? Nguyên nhân cơ chế gây tăng huyết áp thì rất là nhiều, nhưng mà trong đó có một cái cơ chế do thừa muối, thừa natri, thừa co ha. Đó, mình đã thấy rồi. Rồi phân bố thì ở đây các em đọc thêm, đó là phân bố ở ngăn dịch nào trong cơ thể, ngăn nội bào hay ngăn ngoại bào, chứ không phải là phân bố ở mô cơ quan nào. Thì chú ý ở đây mà ngăn ngoại bào, nhắc đến ngăn ngoại bào thì chúng ta đề cập đến natri là chủ yếu, đúng không? Lo. Còn ngăn nội bào thì kali là cái ion mà phân bố chủ yếu ở trong ngăn nội bào ha. Cho nên là thực tế các em đi lâm sàng, các em lấy máu bệnh nhân mà bị tán huyết, vỡ hồng cầu, đúng không? Là kết quả kali bị tăng giả. Đó, và thực tế em thấy bệnh nhân mà bị
kali tăng hay kali giảm là một tình trạng cấp cứu bệnh lý rối loạn nhịp đúng không? Ha. Thì mình phải xác định chính xác tăng thật hay là tăng giả. Cho nên là mình về mặt lâm sàng chúng ta cố gắng tối đa cái việc mà tán huyết ha. Rồi về yếu tố quyết định sự phân bố nước trong cơ thể thì phần này các em đọc qua là hiểu. Yếu tố quyết định đầu tiên nhất vẫn là cái áp lực thẩm thấu. Mà áp lực thẩm thấu là do cái yếu tố nào quyết định nhất? Các ion vô cơ đúng không? Natri, kali, canxi, clo. Hả? Nào quẹt cái gì trên màn hình vậy? À. Đó, thì cái sự dịch chuyển của nước nó sẽ theo radian nồng độ, đúng chưa? Đó, mình đã học rồi ha. Rồi cái áp lực thứ hai đó là áp lực thủy tĩnh, nó có chiều ngược lại. Thì cái áp lực này lại là do cái lượng nước, cái cột nước quyết định. Nước càng nhiều thì cái áp lực thủy tĩnh càng cao. Thì nó sẽ đẩy nước ra khỏi cái khu vực áp lực thủy tĩnh cao. Ha. Ngoài ra thì còn có vai trò của các chất hữu cơ trọng lượng phân tử nhỏ, rồi hữu cơ trọng lượng phân tử lớn, chính là cái áp lực keo đó, protein trong cơ thể. Thì đối với các chất hữu cơ trọng lượng phân tử nhỏ thì lưu ý các em, đó là liên quan đến lâm sàng mà cái chất rất là điển hình đó là luco. Thì rõ ràng em thấy trên bệnh nhân đái tháo đường á, thì khi luco càng tăng thì cái áp lực thẩm thấu ở khu vực ngoại bào tăng đúng không? Trong vòng tuần hoàn á tăng. Vậy thì phân bố nước nó sẽ kéo theo cái chiều nào nè? Có phải là nước từ nội bào sẽ kéo ra ngoại bào không? Vậy thì tế bào sẽ mất thiếu nước. Mặc dù cái nội bào và ngoại bào nó tạo lập được cái tình trạng cái mức cân bằng mới đó, nhưng mà thực tế là cái trong nội bào là đã bị thiếu nước, cho nên là ở bên những bệnh nhân mà đái tháo đường là uống nhiều nó là cơ chế đó ha. Tế bào mà thiếu nước thì sẽ gây ra cái đáp ứng lên cái trung tâm khác mà, đúng không? Đó. Thì đó chúng ta cũng hiểu cái cơ chế tại sao bệnh nhân này uống nhiều mà vẫn cứ khát nhiều là vậy đó ha. Rồi cái sơ đồ này thì hình vẽ này thì minh họa cái chiều dịch chuyển của nước theo cái hai cái loại áp lực mà chúng ta mới vừa nói ha. Rồi còn cái mục mà nói về một số cái rối loạn nước và điện giải rồi đó, thì em xem qua những cái mặt bệnh liệt kê trong đó. Nếu mà dư nước hay là thiếu nước thì có thể gặp trong những cái tình huống bệnh lý nào thế thôi ha. Còn những cái bệnh này các em đã được học ở bệnh học rồi, sau này có học trong điều trị nữa. Rồi cái phần mục lớn tiếp theo cô giới thiệu với các em là mình nói về canxi phốt pho. Về phân bố thì các em xem ha. Rồi cô nhấn mạnh cái vai trò của canxi ở dịch thể. Cái lượng canxi phốt pho ở khu vực này chiếm tỷ lệ ít thôi, nhưng mà vai trò của nó cực kỳ nhạy cảm ở chỗ là nếu mà có một cái sự rối loạn canxi phốt pho, đặc biệt là canxi đó, thì những cái triệu chứng của những cái chức năng này nó sẽ biểu hiện sớm. Còn nếu mà canxi phốt pho ở xương hoặc là ở răng đó, nếu bị rối loạn, đặc biệt là bị rối loạn cái kiểu mà bị giảm á, thì triệu chứng nó không có xuất hiện sớm đâu ha. Hàng tháng, hàng tuần này kia trở lên thì nó mới xuất hiện, đúng không? Còn những cái chức năng này là xuất hiện liền. Mà điển hình nhất là các em thấy là cái cơn hạ canxi tetani, đúng không? Đó, rõ ràng là canxi trong tuần hoàn trong máu giảm đạt một cái ngưỡng đó là gây ra cơn co giật, đúng không? Ha, thì chú ý những cái chức năng tức thời này. Rồi mình nói về cơ chế hấp thu và các yếu tố ảnh hưởng đến hấp thu. Hấp thu ở ruột non như các chất dinh dưỡng khác, chủ yếu là ở phần đầu non, tá tràng, hỏng tràng ha. Rồi còn có vitamin D, nhỏ lớn ta nghe này rất là thường xuyên đúng không? Có mặt vitamin D thì sự hấp thu canxi tốt hơn. Rồi yếu tố thứ hai là canxi trong lòng ruột phải đủ, có nghĩa là ăn vào phải cung cấp đủ, và đặc biệt chú ý là canxi ăn vào đó phải được tồn tại ở trạng thái y âm thì nó mới được hấp thu tốt
còn nó là trạng thái không hòa tan hoặc kết hợp với chất khác thì cũng không được ta hấp thu nha. Tiếp theo là hai cấp protein vận chuyển phía bờ bàn chải, BB canxi BP và C canxi BP ở phía bờ huyết tương. Này, thì trong bài trong các em là một cái đoạn văn mô tả, thì ở đây cô minh họa trên cái hình vẽ sơ đồ như thế này thì rất là dễ nhớ. Thì ở phía bờ bàn chải sẽ có những cái kênh thụ động cho canxi đi qua đi lại dễ dàng. Như vậy thì cái yếu tố mà canxi trong lòng vòng ruột phải đủ bấy nhiêu á, nó sẽ tạo cho cái radian nồng độ canxi, đúng không? Thì canxi nó sẽ dịch chuyển theo cái chiều là từ lòng ruột vào tế bào. Đúng chưa? Rồi khi vào tế bào thì nó sẽ được ngay lập tức cái protein BB canxi BP nhận nó và đưa qua cái protein kia. Protein kia C canxi BP sẽ đưa cái canxi lên hai cái hệ thống kênh. Thứ nhất là hệ thống kênh đối vận chuyển, kênh này là kênh thụ động. Canxi đi ra, natri đi vào. Thì kênh này nó hoạt động tới một lúc nào đó canxi ở hai phía màng tế bào tương đối cân bằng thì hiệu quả vận chuyển qua kênh này sẽ giảm đi, đúng không? Rồi còn cái kênh canxi ATPase này là kênh chủ động nè. Miễn cứ có canxi gắn lên kênh này là nó sẽ bơm canxi từ trong tế bào ra giăng kẽ và để đi vào mạch máu. Chính nhờ hoạt động này mà nó duy trì nồng độ canxi trong tế bào thấp. Như thế thì canxi trong lòng ruột ăn vào nhiều đủ nè. Đó, nó cứ tiếp tục đổ vào trong tế bào để được vận chuyển qua phía bên đây mạch máu cung cấp vào cơ thể. Em hình dung được chưa? Như thì cái vai trò của yếu tố canxi trong lòng ruột phải đủ quá nhiều, các em đã thấy rồi. Góp phần như thế nào vào sự hấp thu canxi mình đã thấy. Rồi hai cái protein này. Như thì bây giờ mình đặt tình huống là không có hai cái protein này. Thì canxi trong tế bào nó sẽ vận chuyển một cách tự do. Như vậy thì xác suất nó được đưa lên hai cái hệ thống kênh vận chuyển này, đặc biệt là cái kênh chủ động canxi ATPase này, chắc chắn sẽ thấp hơn so với trường hợp là có hai cái protein này vận chuyển, đúng không? Đó, vậy thì mình đã thấy được vai trò của hai cái protein này trong việc hấp thu canxi. Rồi bây giờ vitamin D thì sao? Vậy thì em nhớ là kiến thức về sinh học đó là tổng hợp protein thì phải dựa trên cái đoạn khuôn nằm ở đâu trong tế bào các em. Nhá. Cái khuôn nó gọi là cái gì? Mà quy định là ví dụ như cái yếu tố protein của tóc mình đi, yếu tố quyết định màu tóc gì đi. Đó, tóc người này bạch kim, tóc người kia đen, tóc người kia xoăn, người kia thẳng. Thì đó là yếu tố nào quyết định cái vấn đề này? Một cái khuôn á. Bạn nào nhớ? Nhá. Cũng như nói luôn. Thầy nói đi. Rồi, đó chính là một đoạn trong chuỗi ADN ở nhân tế bào. Nói tới đây là các em biết được đoạn đó là gọi là gì rồi, đúng chưa? Đó. Thì ở vị trí mà có những cái yếu tố hóa học gắn vào á, hoặc vị trí mở đầu á, mở đầu của gen á, có yếu tố nào đó gắn vào mà làm cho gen nó mở. Như vậy thì sự tổng hợp protein sẽ diễn ra mạnh mẽ theo nhu cầu của cơ thể, đúng không? Còn những yếu tố nào gắn vào mà làm cho gen nó đóng luôn thì protein đó do cái gen đó quyết định sẽ không được tổng hợp. Như vậy thì ở đây cái vitamin D á, nó có vai trò như là cái yếu tố mở gen đối với cái gen mà quy định cấu trúc của hai cái protein này nè. Đó, như vậy thì rõ ràng em thấy là trước giờ mình nhắc tới có vitamin D thì hấp thu canxi tốt hơn vân vân. Đó, thì cơ chế nó tác động là ở chỗ này đó, là như thế này đó. Thì đây là toàn bộ quá trình hấp thu canxi từ lòng ruột vào cơ thể của chúng ta. Như thế, còn phốt pho thì sao? Thì đối với phốt pho thì canxi đi vào được là nó sẽ đi vào được dễ dàng. Nó ăn theo. Ha. Vậy thì cơ chế của nó cũng là cơ chế chủ động luôn. Ha. Rồi giờ yếu tố ảnh hưởng đến hấp thu. Rồi đầu tiên là yếu tố lượng canxi ăn vào. Thì ở cái chỗ hồi nãy nói đến yếu cái cơ chế hấp thu là mình đã thấy rồi ha, tỷ lệ thuận canxi ăn vào càng nhiều, đặc biệt là càng ở trạng thái ion thì càng được hấp thu nhiều hơn. Tuy nhiên nó sẽ theo nhu cầu của cơ thể, hấp thu vào đủ rồi thì thôi không hấp thu nữa, đúng chưa? Nè, rồi dịch mật và dịch tụy thì làm tăng hấp thu canxi ở chỗ là vitamin D. Mà vitamin D mà từ thức ăn hấp thu vào cơ thể thì trong môi trường là tăng trong lipid, tăng trong dầu mỡ, đúng không? Mà dịch mật tụy thì giúp hấp thu lipid tốt,
kéo theo hấp thu vitamin D tốt, vân vân ha. Rồi axit dịch ruột, pH tăng gây giảm hấp thu. Vậy thì pH kiềm, môi trường kiềm sẽ không thuận lợi cho sự hấp thu canxi đúng không? Hay nói ngược lại là gì? Canxi hấp thu tốt trong môi trường axit, nhưng mà dịch do tuyến của ruột tiết ra thì lại là dịch kiềm, có tính kiềm. Như vậy thì độ axit của dịch ở ruột sẽ do cái phía trên quyết định. Cụ thể đây là một cái phần dạ dày, dịch ở dạ dày đổ xuống ha. Đấy. Thì bệnh lý ở dạ dày mà gây giảm sự bài tiết axit thì sẽ ảnh hưởng đến sự hấp thu canxi ha. Đó, một số cái bệnh lý. Rồi tiếp theo là cái protein. Protein này là protein trong thức ăn sẽ được hấp thu dưới dạng là các axit amin. Chính các axit amin này kích hoạt tuyến cái sự tiết axit của dạ dày, đúng chưa? Mà tiết axit thì càng bị môi trường càng axit thì càng thuận lợi cho sự hấp thu canxi. Hồi nãy mình có nói rồi nha. Rồi tỷ lệ canxi, phốt pho, si chát thì vậy ha. Rồi canxi huyết tương thấp gây tăng hấp thu và ngược lại. Thấp nghĩa là trong máu đang thấp mà, đúng không? Thì có thể sẽ đáp ứng là huy động bằng mọi cách để nâng canxi cho máu lên. Thì một trong những cách đó là gì? Tăng hấp thu ở ruột vào. Nếu có ha, nếu có canxi ở ruột, đúng chưa? Trong lòng ruột đó. Đương nhiên cái sự hấp thu có tăng đến mức nào hoặc là giảm hấp thu tới mức độ nào thì thông qua vai trò của BDH. Giờ mình sẽ nói về cơ chế điều hòa ha. Đây là còn nội dung cuối cùng luôn rồi đó. Rồi, điều hòa thì gồm 3 yếu tố. Thứ nhất là hormone BDH của tuyến cận giáp. Thứ nhì là cái thằng vitamin D. Thì hai thằng này có vai trò là nâng nồng độ canxi trong máu lên, hay nói cách khác là làm tăng nồng độ canxi trong máu lên. Rồi còn canxi tonin thì sẽ làm giảm. Thì bình thường hai cái hệ thống này nó sẽ hoạt động nhịp nhàng với nhau để duy trì cái nồng độ canxi trong máu trong cơ thể của mình ở trong giới hạn bình thường, thì nó mới đảm bảo các chức năng của cơ thể, ví dụ như là cơ, rồi dẫn truyền thần kinh đâu còn nó rồi về cơ chế tác động của những cái này thì các em đã học ở cái chương sinh lý hormone rồi, giờ có nhắc lại thôi nha. Và trong cái mục này các em nắm bệnh lý liên quan nha. Thì hiệu ứng của BTH là sẽ làm tăng nồng độ canxi trong máu lên. Vậy thì mô đích của ba yếu tố này là giống nhau, đó là ở tế bào xương, ở tế bào ống thận và tế bào niêm mạc ruột. BTH làm tăng canxi trong máu lên. Vậy thì ở xương nó tác động như thế nào mà làm tăng canxi trong máu lên các em? Có phải là nó sẽ làm cho cái quá trình mà lấy canxi từ xương ra tăng cường lên không? Đó chính là nó sẽ là nó kích hoạt cái hoạt động của cái hủy cốt bào ha. Hay nói cách khác là gì? Nó tăng huy động canxi từ xương để đổ vào tuần hoàn, để tăng nâng cái canxi trong tuần hoàn lên. Rồi ở tế bào ống thận thì bình thường cái chất vô cơ sẽ lọc qua cầu thận hết, rồi sau đó di chuyển trong hệ thống ống thận và sẽ được tái hấp thu theo một tỷ lệ nhất định. Thì lúc này canxi trong máu đang thấp và đang có nhu cầu tăng lên nè, thì quá trình tái hấp thu chỗ này sẽ tăng cường tái hấp thu canxi. Hay nói cách khác là tiết kiệm đó, tại cơ thể đang thiếu mà. Đó, tăng lên, tăng tái hấp thu lên. Còn tế bào niêm mạc ruột thì sẽ làm tăng quá trình hấp thu. Mà trong cái cơ chế hấp thu hồi nãy mình không có nhắc gì đến BTH cả. Như thế ở đây BTH nó tác động như thế nào? Nó sẽ tác động lên vitamin D. Hay nói cụ thể hơn là nó sẽ làm tăng cái hoạt tính của vitamin D. Như vậy thì nó sẽ làm tăng cái sự hấp thu canxi ở lòng ruột ha, ở niêm mạc ruột. Yeah. Rồi từ bệnh lý liên quan tới BTH đó chính là bệnh lý của tuyến cận giáp. Mà bệnh lý của tuyến nội tiết thì có hai kiểu, hai nhóm, đó là cường năng và giảm năng, đúng chưa? Vậy thì tương ứng với từng tình huống là cường năng tuyến cận giáp thì gây ra hậu quả gì trên cái canxi trong máu, các em đều được không? Rồi ngược lại là giảm năng của tuyến cận giáp thì là giảm BTH thì gây ra cái hậu quả gì trên canxi trong máu, được không? Đó. Nhưng mà thực tế thì bệnh lý tuyến nội tiết chúng ta gặp ở những cái khoa đặc thù. Về tuyến cận giáp thì cái kiểu mà giảm năng chúng ta gặp nhiều hơn so với cường năng. Mà đôi khi những cái tình huống giảm năng đó là do gây nên, hay nói cách khác là thứ phát đó. Ví dụ như là bệnh lý tuyến giáp thì rất là hay gặp, đúng không? Đó. Thì một trong những cái xử lý của bệnh lý tuyến giáp đó là
về mặt thẩm mỹ, về mặt chức năng có bị chèn ép này nọ hay không, thì chúng ta phải giải quyết bớt cái mô tuyến giáp nó bị phì đại á, đúng không? Vậy là chúng ta cắt bỏ bớt cái gì nữa, phẫu thuật đó, thì vô tình chúng ta cắt đi cái đôi tuyến cận giáp này nè, thì nó giảm năng luôn chứ nữa, đúng không? Giảm năng bằng không luôn nếu mà cắt luôn hai đôi này ha. Đó, thì mai mốt mình đi thực tập chuyên khoa lẻ đó, hình như qua năm tư các em đi thực tập chuyên khoa lẻ đó, mình có đi thực tập ung bướu thì mình để ý coi những cái bệnh lý mà gặp cái tình huống mà bị giảm năng tuyến cận giáp thì nguyên nhân là do cái gì, cái gì, để ý ha. Cái đó các em cũng có thể làm thành một cái chuyên đề tốt nghiệp cũng được nữa đó. Rồi, cái thứ hai là về vitamin D đó, thì tác dụng của vitamin D giống hệt của BTH, và mục đích của vitamin D cũng là xương, niêm mạc ruột và tế bào ống thận. Như thế ở bình thường cái thằng BTH sẽ là thằng anh cả, là thằng quyết định nhất đến cái việc mà nâng nồng độ canxi trong máu lên. Thằng vitamin D thằng anh thứ. Như thì trong ba cơ chế này của thằng anh thứ này nó chỉ sử dụng hai thôi, còn cái cơ chế tác động ở tế bào ống thận á chưa được sử dụng. Khi nào thằng anh thơ cả đi vắng, BTH nó thưa yếu đi đó, nó giảm hay gì đó, hay là nó bị mất tiêu luôn đó, thì thằng này nó sẽ phát huy tối đa các cơ chế tác động của nó ha, phát huy ở cái tế bào ống thận luôn, tăng cường cái quá trình tái hấp thu canxi ha. Đó. Và bệnh lý liên quan tới vitamin D thì rất là nhiều ha, em liệt kê ra được chưa? Bệnh lý nào thì gây tăng canxi, bệnh lý nào gây giảm canxi. Đối với vitamin D thì chúng ta gặp cái kiểu là gì? Giảm rất là nhiều ha. Do nguyên nhân gì, nguyên nhân gì, nguyên nhân gì, mình liệt kê ra một số. Rồi cái cuối cùng là cái calcitonin. Calcitonin thì lại là do tuyến giáp tiết ra. Đấy, thì mục đích của nó cũng là ở tế bào xương, rồi tế bào niêm mạc ruột và tế bào ống thận. Thì hiệu ứng của nó là gây giảm nồng độ canxi trong máu xuống. Khi nồng độ canxi trong máu cao đạt một cái ngưỡng nào đó thì nó sẽ phát huy tác dụng của nó. Đấy, thì mình suy luận ngược lại ở cái mục đích của nó tác động như thế nào. Ngược với vitamin D và cái BTH hồi nãy mình nói. Được chưa? Rồi về bệnh lý của calcitonin, chính là bệnh lý của tuyến giáp, cường năng hoặc là giảm năng, đúng chưa? Đấy thì tương ứng, nhưng mà thực tế lâm sàng á, khi nói về bệnh lý tuyến giáp mà cái kiểu chúng ta gặp mà khá là gặp đó là cường tuyến giáp, đúng không? ACDO rồi mũ giáp gì đó, thì chúng ta quan tâm đến hormone gì? Có bao giờ nhắc đến hormone này không? Hiếm lắm, đúng không? Chủ yếu ta nhắc đến gì? Gì? Đúng rồi, T3, T4, T3, T4. Rồi xác định thứ phát, nguyên phát là kết hợp thêm cái TSH, đúng không? Đó, ý hiếm khi nào nhắc tới cái hormone này đó. Nhưng chúng ta sẽ đánh giá một cách gián tiếp cái calcitonin ở cái việc là chúng ta đánh giá canxi, đúng chưa? Ha, phản ánh một cách tương đối thôi. Thì em suy luận được không? Nếu mà cường tuyến giáp thì đương nhiên là hormone này nó cường rồi, đúng chưa? Vâng, vâng, em suy luận ha. Rồi, đó là cái bài này cô trao đổi với các em. Có nhiều vấn đề. Bài này thì dễ ha. Giờ hỏi lại là cái phần mà hồi nãy nó trao đổi đó là cái phần khí máu động mạch đó. Thì cố gắng coi ha. Và cái gì không hiểu thì cứ lập zoom với cô hoặc là gọi trực tiếp Zalo với cô, cô trao đổi cũng được ha. Còn nhiều bạn quá thì lập zoom tiếp, mình trao đổi tiếp ha.